Xin chào các bạn, hôm nay chúng ta tiếp tục cuộc hành trình lên bảo hành xe máy điện Tembet phần tay ga. Hệ thống dây điện ở phần đầu xe rất an toàn, tránh thấm nước khi đi trời mưa. Chúng ta cùng test khi được thay thế tay ga. Các cái chức năng khi ấn Sport và Eco thì trên màn hình cũng như tốc độ theo mong muốn đã khắc phục được lỗi ban đầu của xe. Ở chế độ Eco đi tốc độ tối đa là 29 km. Khi chuyển sang chế độ Sport, tốc độ lên tới 39 km. Sau đây chúng ta cùng test đề ba của xe máy điện Tembet. Trên hình ảnh các bạn đó là dốc cầu sang đường của đường 5 với độ dốc tương đối cao. Nào, chúng ta cùng khởi hành. Xe bắt đầu leo dốc ở chế độ Sport. Xe đi rất là mượt, không có sự đuối khi leo dốc. Chúng ta đã kết thúc dốc. Và sau một thời gian sử dụng và đi bảo hành tay ga cho xe Tempest thì tôi cảm nhận khi sử dụng các cái phương tiện của xe do hãng VinFast thực sự là rất tốt. Mong rằng hãng giảm giá để cho người tiêu dùng có thể tiếp cận được với xe điện của hãng nhiều hơn.